rồi. Cái này cũng là bằng kẹo luôn. Wow, đá bào trâu khổng lồ. Đây là bộ đồ chơi làm đá bào. Wow. Bây giờ hai tụi mình sẽ bỏ đá vô xoay. Rồi, nóng lại. Ủa, ủa thấy vậy, xỉn vậy. Trời, này phải bỏ siro vô nữa mới ngon. Giống người ta nè, người ta sẽ bỏ siro đây. Tưới siro đó, bây ăn thử coi. Ngon. Bi ăn rồi, bây giờ cho ba một muỗng thôi. Cho ba một miếng được. Thôi. Bi kẹo quá, thôi ba một muỗng thôi, còn lại bi ăn hết. Một miếng một thôi, một muỗng thôi, múc muỗng thôi. Rồi đây. Một muỗng anh nha. Rồi, một muỗng thôi ha, ok. Rồi rồi, ok ok ok, dần. Bây giờ tụi mình sẽ làm đá bào sô cô la. Trời, sao Bi làm nó dính vậy chứ Bi? Ây da. Trời, cái gì vậy? Nó dẻo quá. Cái gì vậy? Quá, wow. Bi nó bỏ một lớp đá dưới xong bỏ một lớp sô cô la. Sao bây giờ Bi nó bỏ thêm lớp đá nữa để cho ở giữa là sô cô la đúng không? Ở trên là gì nữa? Thì sô la nữa. Trời, sô la nữa hả? Quá, wow. Lớp sau không phải là lớp sô cô la mà là lớp bánh sô cô la. Bi làm gì nữa vậy? Quá, wow. Cái muỗng sô cô la khổng lồ như giữa luôn. Quá, wow. Lần đầu tiên Bi thấy Bi làm đồ bếp hay vậy á. Để Bi ăn. Thôi thôi, ba dành của Bi ba ăn hết. Xin lỗi ba nha, Bi không có ý. Ba chùi chưa? Không sao không sao, ba chùi sạch rồi. Mấy lau mặt chạy bằng cơm. Lỗi nha ba. Không sao, chỉ làm cho mấy bạn xem giải trí thôi. Mấy bạn không được bắt chước theo nha. Mà hôm nay Bi làm món đá bào này quá ngon luôn á. Ngon bằng món đá bào này không? Đá bào làm từ các loại châu báu quý giá nhưng có thể ăn được. Nguyên liệu giác vàng đem từ Dubai về. Wow, đá bào giác vàng. Nè. Wow, giác vàng ghê vậy ta. Đây là cái hạt ngọc trai nhưng mà làm bằng kẹo nha. Các bạn đừng có ăn mấy cái hạt màu tròn tròn giống vậy nha. Đây là kẹo nên mới ăn được. Đây là làm bằng kẹo. Đây là bằng kẹo nên mới ăn được. Trước khi ăn cái gì phải hỏi ba mẹ trước nha. Rồi, cái này cũng là bằng kẹo luôn. Wow, giống châu báu quý giá. Wow. Wow. Còn nữa, còn một món, đó là món đá bào chân châu khủng lồ. Đâu, chân châu đâu? Phải nhờ bồ đánh chân châu nữa. Nhưng tới giờ Bi uống sữa rồi, anh cho nó uống sữa đi. Đúng rồi, tới giờ Bi đi uống sữa rồi. Bi lấy sữa cun uống đi để có sức mà làm tiếp nữa. Sữa chua uống cun nè, Bi uống đi. Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Gì vậy? Sao Bi không uống? Bi làm gì vậy? Wow, Bi nó sáng tạo quá à. Nó bỏ vô làm đá bào sữa cun luôn. Và vừa uống sữa mà vừa ăn đá bào nữa. Quá wow, ngon quá cho bạn ghé nha. Đây là sữa chua uống cool, lên men hoàn toàn tự nhiên. Không chỉ rất là thơm ngon mà còn tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Wow. Cho bạn chế. Thôi, bà uống sữa sô cô la lúa mạch. Ba hai đứa bạn nên bà uống này để bổ sung vitamin K2, dẫn thẳng canxi vào xương, giúp bà cao lớn, khỏe hơn mỗi ngày. Ba già rồi, ba còn cao lớn gì nữa ba? Giỡn thôi, chứ trong đây còn có vitamin A, vitamin D3, K2. Uống sữa cun ba còn sang thẻ đậu quà nữa nè. Ba đổi được cái nón hả? À không phải, đây không phải cái mũ, cái này trái banh phản quang cun, tích lũy 40 thẻ đậu quà. Được một trái banh phản quang cun vậy, bơm lên là ba có thể suốt. Bột này là bột làm gì vậy mẹ? Bột này là bột làm chân châu. Mẹ đang làm cái gì ạ? Mẹ đang nhồi bột làm chân châu khủng lồ. Ủa dẻo quá hả mẹ? Ừ, cứng lắm. Đang làm mà ba đói bụng quá Bi. Ba ăn đại gì đi. Giờ chứ Bi nói ba ăn đại đi nên ba ăn đại đó. Đã nặng xong chân châu khủng lồ. Bây giờ mình sẽ nấu lên. Nấu lên sẽ hoàn hạt chân châu nha. Còn ba cũng nặng được cục chân châu nè. Ủa đâu thấy gì đâu. Cục chân châu tí hòn. Cục chân châu của Bi tròn hơn. Sở tròn bằng cục chân châu của mẹ.
Rồi bây giờ Chippy chế siro trước cho mẹ đi rồi mẹ bỏ trân châu vô. Rồi bây giờ mẹ đang làm trân châu á. Bây giờ Chippy với ba sẽ chế siro cho mẹ xíu, mẹ bỏ trân châu vô nha. Ok. Rồi bỏ trân châu vô. Wow, đây là đá bào trân châu nhỏ nha. Chạy. Muốn ăn trân châu khổng lồ thì đây. Trời ơi, mới nấu trân châu khổng lồ rất là nóng nha. Để bay. Wow. Ủa là qua có quạt vậy? Quạt cool. À, quạt cool. Tích lũy 6 thẻ vận động, đổi một quạt cầm tay cool. Tích lũy 9 thẻ vận động, đổi một ba lô hoodie. Mà chỉ cần một thẻ siêu vận động, đổi ngay một ba tin cool. Và sang thẻ đặc biệt, đổi một iPad Game 9. Sang thẻ cool cho mọi lớp sử thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8. My God. Wow. Trời ơi, trân châu khổng lồ đấy hả? Thấy ghê quá à. Cái game mà ba đâu có làm được món nào đâu. Gì không có món nào hả? Ba có món đá bào siêu cay. What? Đá bào cấp độ môi. Nani? Rất là ngon. Xạo quá à. Xạo đâu, ngon thiệt á. Ngon thì ba ăn đi. Ngon thiệt mà, có ba nè. Không sao, ba ngớt giỏi lắm, ba ngớt giỏi lắm. Rất là giỏi. Hôm tôi đi bún cái lưỡi đó. Giờ mình sẽ núp hai người đó để mình đi siêu thị một mình. Vô đây núp đi anh em. Cho chắc. What? Bê cũng núp trong đây hả? Vậy hai tụi tôi đều núp bi bo anh em. Bi bo ngoài im lặng nha. Hả? Nó đánh bi bo anh em. Ở dưới đây, nãy nó núp, nó đã... Ủa nó đâu rồi? Cái đợi nó xạo, quýnh cái nữa. Xạo ghê, làm như mới u dậy vậy á. Tối ngày đánh son hoài. Lấy cây son của bi. Tao không hớt được bao con trai. Lấy son của bi hả? Chung vé nhau gọi anh em. Tôi thì có mình nè. Tôi còn mấy bom chung vé tôi. Mày cắn chứ bơi đi. À tất cả anh em. Nani? Đâu ra vậy? Bí bo thì điệu, chứ bơi thì ngạch ngợm. Để mình thay cáo chật hơn, để nó khỏi chui vô. Bị ở đâu điệu như bo đâu anh em. Nó đang hút cái gì nè. Hả? Thì ra lấy cái đồ xong rồi. Coca Cola bữa đi Dubai mua nè anh em. Cũng điệu như nhau à. Hết kệ anh em. Dưỡng môi cho bà môi nó gợi cảm. Chết tiếp đi Bi. Dưỡng môi chứ không phải dưỡng mắt. Bây giờ tôi chứ Bi sẽ đi một mình. Không có cho Bi bo đi chung nha. Trước khi đi tụi mình sẽ xếp mình gói cho nó gọn gàng. Rồi bắt đầu tụi mình mới đi anh em. Anh à. Mày nó. Rồi gắt luôn. Gắt rồi cái thật dành nhau đó. Mệt quá dành hoài. Ở đây. Trời giờ bị muốn mua nào? Mua hai comment hả? Thôi mua hai comment khác đi. Cái này mắc lắm. Trời, con này mắc hơn nữa. Này để làm gì anh em? Chắc là để chà nách. Rồi chứ biên bánh không? Bánh gấu. Bánh gấu hả? Nè, nó mở ra không được anh em. Mở bằng tay không được, vậy nghĩ cách đi. Trời ơi, mở bằng tay không được, mở bằng chân luôn hả? Mở cái hộp ra đúng không? Ok, nói nha, mở cái hộp ra nha. Đó, mở cái hộp ra nè, cầm đi. Khi mở cái hộp ra mà, thì mở cái hộp đó. Bánh hả? Nè, bánh nè. Mở vô hộp nè. Mở vô hộp cho Bi ăn nha. Rồi, rồi Bi ăn đi. Rồi Bi ăn tiếp đi. Trời, bu nguyên cái bánh gấu ăn có cái lỗ tai à dục hả? Đi ăn ngon quá anh em. Cho tôi miếng nha. Không. Cho tôi một miếng bánh nha. Không. Ít lắm, một miếng là ít lắm. Là cắn có một cái à. Cắn một miếng thôi. What? What?
Chứ Bi nó thích ăn mì lắm anh em. Dừng lại rồi.